Hướng dẫn lấy mẫu nước bọt làm xét nghiệm ADN huyết thống. Thì như chúng ta đã biết là đối với các mẫu sinh phẩm có thể dùng để tách ADN thì chúng ta có bốn cái loại mẫu cơ bản, đó là mẫu máu, mẫu móng tay, móng chân, mẫu gốc chân tóc và mẫu nước bọt niêm mạc miệng. Đối với các cái hướng dẫn lấy mẫu máu, mẫu móng tay, móng chân và mẫu gốc chân tóc thì tôi đã có những cái video chia sẻ trên kênh YouTube của Dr. Hoàng Novagen. Thì quý vị các bạn có thể truy cập kênh của Dr. Hoàng Novagen để chúng ta xem lại các video đó. Còn trong video này tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn lấy cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng để chúng ta làm xét nghiệm ADN huyết thống. Thì cơ sở của cái việc mà sử dụng mẫu nước bọt niêm mạc miệng để làm xét nghiệm ADN đó chính là cái việc mà trong khoang miệng của chúng ta thì luôn luôn có một cái lượng tế bào niêm mạc miệng bong ra liên tục. Thế do vậy mà khi chúng ta lấy được cái mẫu nước bọt thì có nghĩa là chúng ta sẽ lấy được các cái tế bào niêm mạc miệng đó và chúng ta tách được ADN từ các cái mẫu tế bào niêm mạc miệng đó. Và do vậy thì chúng ta thấy là về bản chất thì chúng ta không sử dụng cái dịch nước bọt để tách ADN mà chúng ta sử dụng các cái tế bào niêm mạc miệng có lẫn trong cái dịch nước bọt đó. Và do vậy thì làm thế nào để chúng ta, miễn là chúng ta lấy được cái dịch nước bọt thì như vậy chúng ta sẽ có được cái mẫu tế bào để chúng ta tách ADN. Và vì vậy thì nó sẽ có một số cái phương pháp để lấy mẫu nước bọt làm xét nghiệm ADN. Đầu tiên đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng cái đầu tăm bông để chúng ta thấm cái mẫu nước bọt. Thì trên tay tôi là cái mẫu tăm bông y tế để có thể sử dụng cái lọc lấy cái nước bọt. Thì chúng ta thấy là đây là một cái mẫu tăm bông mà có một đầu là gồm bông tăm, còn một đầu là tay cầm. Thế tuy nhiên thì đối với trường hợp mà chúng ta tự lấy mẫu tại nhà thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng các cái mẫu tăm bông ngoài tai. Và thông thường hiện nay thì đối với mẫu tăm bông thì nó có hai đầu, thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta cẩn thận thì chúng ta dùng kéo chúng ta cắt một đầu đi thôi để chúng ta tạo tay cầm. Thế còn không thì chúng ta hiện nay nhiều loại tăm bông thì nó có một đầu xoắn và một đầu trơn, thì chúng ta cầm vào cái đầu xoắn, còn lại cái đầu trơn như thế này thì chúng ta sẽ dùng để ngoáy. Và lưu ý thứ hai là đối với cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng thì về bản chất thì cái việc mà chúng ta ăn thức ăn hoặc là chúng ta uống các loại đồ uống có cồn thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới cái chất lượng ADN, bởi vì ADN nó nằm sâu trong tế bào. Thế do vậy mà những cái việc mà chúng ta ăn thức ăn hoặc là chúng ta uống các loại đồ uống có cồn thì nó không làm ảnh hưởng tới ADN bên trong của các cái tế bào niêm mạc miệng. Thế tuy nhiên thì để cẩn thận và để đảm bảo cho cái việc mà lấy được cái mẫu tế bào niêm mạc miệng nó tinh sạch và có ít tạp chất thì trước khi chúng ta lấy mẫu nước bọt thì chúng ta nên uống một cốc nước lọc hoặc là chúng ta tráng miệng bằng một cốc nước lọc thì để chúng ta đảm bảo cái việc mà khoang miệng chúng ta sạch sẽ. Và hoặc là đơn giản chúng ta thấy là nếu như chúng ta không nước lọc thì chúng ta có động tác là chúng ta chẹp miệng nha. Thì cái việc mà nó chẹp miệng như thế này thì nó sẽ kích thích cái tuyến nước bọt của chúng ta nó hoạt động, do vậy mà nó sẽ bôi trơn cái khoang miệng của chúng ta đấy. Và về quy trình thì lấy mẫu nước bọt để làm xét nghiệm ADN huyết thống thì chúng ta cũng lấy lần lượt từng người, thì sẽ áp dụng cho luôn từ trẻ sơ sinh, thậm chí trẻ sinh được vài ngày tuổi cho đến trẻ nhỏ và người lớn thì chúng ta đều có thể lấy được cái mẫu nước bọt này. Như vậy là cái phạm vi để lấy mẫu nước bọt làm xét nghiệm ADN nó sẽ không bị giới hạn về độ tuổi. Đấy, thì chúng ta nhớ lại rằng là với mẫu gốc chân tóc thì chúng ta bị giới hạn là đối với trẻ từ 3 tuổi trở xuống thì chúng ta sẽ không nhổ tóc, bởi vì là cái gốc chân tóc nó chưa hoàn thiện. Và mẫu gốc chân tóc thì chỉ áp dụng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn. Thế còn đối với mẫu móng tay móng chân thì người lớn thì nó sẽ cắt 5 đến 6 mảnh, chứ trẻ con thì chúng ta phải cắt cả hai bàn. Thế còn đối với mẫu niêm mạc miệng này, nước bọt, thì chúng ta có thể áp dụng một cái quy tắc như nhau đối với thậm chí là trẻ mới sinh vài ngày tuổi cho đến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn, đó là mỗi người chúng ta sẽ dùng 3 cái đầu tăm bông này, có thể là 2 đến 3 đầu tăm bông. Sau đó là chúng ta cầm tay một đầu. Chúng ta lần lượt đưa vào cái khóe miệng của chúng ta và bên trong phành má, chúng ta thấy đây là bên ngoài này và chúng ta thấy đưa vào khóe miệng như này. Sau đó là đầu tiên là chúng ta ngậm miệng, đưa vào cái tăm bông này vào, chúng ta ngậm miệng lại và chúng ta cọ vào. Động tác là chúng ta cứ cọ lên cọ xuống vào cái phía trong phành má để cho nó cào các cái tế bào như mặt miệng để nó thấm vào cái đầu tăm bông này. Đây. Đấy, như vậy là gì? Chúng ta cứ thấy là chúng ta cọ vào phía trong thành má của hai bên thành má này, chúng ta cứ cọ hai bên lần lượt. Đấy. Nếu mà cảm giác cái khoang miệng chúng ta khô quá thì chúng ta dừng lại, chúng ta chẹp miệng.
để chúng ta chẹp miệng vài cái thì cái tuyến nước bọt chúng ta lại tiết ra. Thì như vậy chúng ta để ý là đối với cái đầu tăm bông này nó thấm được cái nước bọt thì nó đạt yêu cầu đấy, và chúng ta lại lặp lại vào hai cái tăm bông còn lại như thế đấy, chúng ta cứ lần lượt như này. Đấy, lấy xong thấy khô miệng thì chúng ta cứ chẹp chẹp như thế. Đấy, thì như vậy là chúng ta thấy là chúng ta lấy được ba cái đầu tăm bông này nó thấm nước bọt là đạt yêu cầu đấy. Và sau đó là nếu như chúng ta lấy mẫu tại các cái văn phòng thu mẫu của Novagen trên toàn quốc thì chúng tôi sẽ có những cái mẫu phong bì mà đựng mẫu như thế này đấy, được thiết kế riêng cho để mẫu nước bọt đấy. Và trên cái đằng sau này thì nó sẽ có cái phần là họ tên đúng không, ca làm dân sự hay là pháp lý, rồi là ngày sinh, ngày thu mẫu, họ tên người thu mẫu, rồi là mối quan hệ ở đây là có thể mẫu của người cha hay người con, người mẹ thì chúng ta tích vào. Sau đó loại mẫu thì đương nhiên ở đây chúng ta sẽ tích vào NMM theo ký hiệu của Novagen là niêm mạc miệng đấy. Và cái loại xét nghiệm chúng ta làm ở đây chúng ta có thể làm là cha mẹ con hay anh chị em, nghĩa là đối với cái mẫu nước bọt này chúng ta có thể làm với rất nhiều các cái loại xét nghiệm ADN huyết thống khác nhau. Và thông thường thì đối với sau khi mà chúng ta lấy mẫu xong thì chúng ta đơn giản là chúng ta đây là đầu tăm bông, chúng ta cho vào cái phong bì như thế này đấy. Và sau đó là đối với phong bì mẫu nó sẽ có việc dán lại đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là mỗi người chúng ta sẽ có một cái mẫu phong bì mẫu như thế này đấy, và hai người thì chúng ta lại có hai cái phong bì mẫu riêng nhau như thế này. Một ca thì chúng ta mặc định là có hai người đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai phong bì mẫu. Như vậy là đây chúng ta sẽ có hai cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng cho hai người đấy. Thì đối với cái trường hợp mà chúng ta các cái gói xét nghiệm ADN dân sự tự nguyện chúng ta được phép lấy mẫu tại nhà, thì nếu như chúng ta không có cái phong bì mẫu như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phong bì thư bình thường thôi, cái phong bì giấy đấy. Chúng ta để vào, bởi vì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ sau khi lấy nước bọt vào trong đầu tăm bông này thì chúng ta không để vào trong các túi ni lông kín hoặc là trong các túi zip kín, bởi vì cái việc mà chúng ta để trong môi trường kín như vậy thì nó sẽ dễ bị các cái vi khuẩn yếm khí nó hoạt động và nó làm phân giải các cái tế bào, và do vậy nó sẽ làm ảnh hưởng cái ADN. Thế do vậy mà nguyên tắc chung đối với tất cả các loại mẫu sinh phẩm bao gồm cả mẫu nước bọt niêm mạc miệng thì sau khi chúng ta nếu như chúng ta được phép lấy tại nhà thì sau khi lấy xong chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta gói lại bằng giấy ăn, sau đó là chúng ta cho vào cái phong bì giấy hoặc là chúng ta gói lại bằng các cái loại giấy, thì khi đó về bản chất nó sẽ có độ thông khí tự nhiên và nó không làm ngăn chặn các cái vi khuẩn yếm khí làm hỏng mẫu. Và đối với cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng này thì cái việc mà chúng ta để vào các phong bì giấy thì về bản chất nó dưới cái độ nó có độ thông khí, và do đó là cái phần nước bọt nó sẽ bay hơi tự nhiên đi, và còn lại là cái phần tăm bông, cái phần tế bào nó sẽ bám lại ở vào cái phần tăm bông đấy. Thì cái phần mà tế bào sau phần nước bọt sau khi nó bay đi, bay hơi đi, thì nó còn lại cái tế bào nó bám vào đầu tăm bông này, thì nó sẽ là cái phần mà khi đưa vào phòng lab thì các chuyên viên sẽ dùng kéo để cắt lấy cái đầu tăm bông này, và sau đó để tách ADN từ các cái mẫu tế bào như bằng miệng nó bám vào trong cái mẫu này. Đấy, thì như vậy chúng ta thấy là đó là cái thông tin cơ bản về cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng mà chúng ta có thể lấy để làm xét nghiệm ADN. Và ngoài cái phổ biến hiện nay thì đối với trong các cái không chỉ là xét nghiệm ADN dân sự mà trong các cái xét nghiệm ADN pháp lý, khi chúng ta cần phải lấy mẫu trực tiếp dưới cái sự chứng kiến của tòa án, thì hai cái loại mẫu mà chúng ta lấy phổ biến nhất hiện nay đó chính là mẫu máu và mẫu nước bọt niêm mạc miệng. Đấy, thì chúng ta lưu ý như vậy. Và do đó thì đối với các cái gói mà khi chúng ta làm pháp lý thì gần như là mẫu nước bọt niêm mạc miệng là cái lựa chọn hàng đầu cùng với mẫu máu. Và thêm một cái lưu ý nữa là đối với cái mẫu nước bọt niêm mạc miệng này thì chúng ta thấy là nó vừa dễ lấy và nó lại không gây đau. Thế do vậy mà nó sẽ áp dụng cho các cái nhóm đối tượng là trẻ em. Bởi vì trẻ em mà chúng ta thấy là đối với trong cái quy trình xét nghiệm mẫu máu, quý vị các bạn có thể xem lại trên kênh Dr. Hoàng Novagen, thì chúng ta thấy là chúng ta phải có một cái kim bút để chúng ta chọc vào cái đầu móng tay này để chúng ta nặn ra 2 đến 3 giọt máu để thấm vào. Thì đối với trẻ em thì nhiều đứa nó sợ kim lắm. Thế cho nên là giải pháp là chúng ta chỉ đối với trẻ em chúng ta chỉ cần lấy 2 đến 3 đầu tăm bông chúng ta thấm nước bọt như bằng miệng thì chúng ta đã đủ cái mẫu tế bào như bằng miệng để chúng ta tách ADN. Và như vậy thì chúng ta thấy là trong cái video này tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để chúng ta lấy mẫu nước bọt niêm mạc miệng để chúng ta làm xét nghiệm ADN huyết thống. Thì nếu như quý vị và các bạn có những câu hỏi liên quan thì chúng ta có thể là
truy cập vào website của Novagen theo địa chỉ như trên màn hình chúng ta đang xem là www.novagen.vn, hoặc là chúng ta gọi điện tới cái tổng đài tư vấn của trung tâm xét nghiệm ADN Novagen theo số là 083-424-3399. Tôi xin nhắc lại như trên màn hình là 083-424-3399, để thì các chuyên viên của Novagen sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.